Chào mừng các bạn đã đến với bản tin hàng ngày của Liverpool. Ở đây, chúng mình sẽ mang đến những thông tin cập nhật mới nhất về tình hình của đội bóng trong thời gian qua. Rất mong các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách ấn like video, đăng ký kênh và chia sẻ để chúng mình có động lực ra những video hay hơn nữa. Còn bây giờ, chúng ta cùng nhau đến với những thông tin chính sẽ có trong ngày hôm nay nhé. Nhận định trước trận đấu Liverpool-Chelsea 22h30 ngày 20 tháng 10 Tâm điểm vòng 8 ngoài hạng Anh là màn chạm trán giữa Liverpool của chúng ta và Chelsea khi cả hai đội đều đang có phong độ tốt ở giải đấu lúc này. Huấn luyện viên Arne Slot đã kế thừa hoàn hảo những di sản mà Jurgen Klopp để lại. Cựu huấn luyện viên Feyenoord đang giúp Liverpool dẫn đầu bảng xếp hạng với 6 chiến thắng và một thất bại. Đội bóng của chúng ta đang có hàng thủ tốt nhất giải đấu với chỉ 2 bàn thua sau 7 vòng đấu. Liverpool được đánh giá là ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch bên cạnh Man City và Arsenal. Với Chelsea mùa này, họ đang thi đấu rất hiệu quả và hiện xếp thứ tư với 4 thắng, 2 hòa và 1 thua. Thất bại duy nhất của họ là trước Man City, kết quả có thể hiểu được. Cole Palmer đang là cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất khi đóng góp đến 6 bàn thắng và 5 kiến tạo sau 7 vòng đấu. Cầu thủ này hứa hẹn là nhân tố cần được các hậu vệ của chúng ta quan tâm trong trận đấu tới. Liverpool đang bay cao với bộ ba tiền vệ Gravenberch, Mark Alister và Soboslai. Khả năng hoán đổi vị trí và bộ kỹ năng toàn diện của cả ba cầu thủ khiến lối chơi của Liverpool là cực kỳ biến ảo và không thể bị ngăn cản. Rất nhiều đội đã cố tìm cách ngăn cản mối liên kết của bộ ba này nhưng đều phải nhận thất bại. Liverpool đang ngày càng đáng sợ dưới triều đại của tân huấn luyện viên Arne Slot. Từ vị thế của một huấn luyện viên chuyển giao nhận nhiều hoài nghi khi ngồi vào chiếc ghế nóng thay thế huyền thoại Jurgen Klopp. Agnes Loss lại đang làm quá tốt nhiệm vụ, tưởng như là bất khả thi. Với thành tích thắng 9 trong 10 trận từ đầu mùa, điều đó đã giúp huấn luyện viên Agnes Loss, thành tân huấn luyện viên đầu tiên trong lịch sử của đội bóng đã tới cột mốc này. Chúng ta đang dẫn đầu cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh, lọt vào top 4 cúp liên đoàn và toàn thắng cả hai trận đầu tiên ở vòng phân hạng Champions League. Sẽ là sai lầm lớn nếu loại Liverpool khỏi cuộc đua vô địch Premier League 2024-2025. Mặc dù vậy, vẫn có ý kiến cho rằng thầy trò Arne Slot bay cao là nhờ chỉ phải chạm trán những đối thủ dưới cơ và lịch thi đấu chưa dày. Chính vị cựu huấn luyện viên của Feyenoord cũng thừa nhận điều đó. Khi ông nói chúng tôi có nhiều thời gian chuẩn bị cho mỗi trận đấu khi lịch thi đấu chủ yếu là từ thứ bảy này tới chủ nhật tuần kế tiếp. Và thử thách lớn đầu tiên đó chính là Chelsea. Chúng ta sẽ không có được sự phục vụ của một trong những cầu thủ chủ chốt là thủ môn Alisson Baker cho đến cuối tháng sau. Cầu thủ người Brazil đã bị chấn thương gân kheo và sẽ phải nghỉ thi đấu cho đến cuối tháng 11. Anh sẽ vắng mặt trong các trận đấu với Chelsea, Arsenal, Brighton và Aston Villa tại Premier League, cũng như hai trận đấu tại Champions League với RB Leipzig và Bayer Leverkusen khi Cao Keleher một lần nữa sẵn sàng vào sân. Bù lại, chúng ta đã chào đón sự trở lại của Mohamed Salah và Virgil van Dijk sớm hơn dự kiến. Van Dijk đã bị đuổi khỏi sân trong trận hòa của Hà Lan với Hungary vào thứ sáu tuần trước, khiến anh bị treo giò trước Đức. Salah được cho trở lại Liverpool sớm, qua đó tránh chấn thương trong trận đấu của Ai Cập trước Mauritania. Alexis McAllister Ma đã buộc phải rơi sân trong chiến thắng trước Crystal Palace, nhưng vẫn tham gia cùng đội tuyển Argentina. vắng mặt trong trận đấu đầu tiên gặp Venezuela, nhưng đã ra sân ngay từ đầu trong chiến thắng 6-0 trước Bolivia. Trong khi đó, Federico Chiesa chỉ chơi được 18 phút tại Premier League kể từ khi chuyển đến từ Juventus. Anh đã gặp phải một chấn thương không rõ vào tháng trước. Khả năng cầu thủ này ra sân trước Liverpool còn bỏ ngỏ. Với trường hợp của Harvey Elliott, anh vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương ở chân. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu với Chelsea, huấn luyện viên Slot cũng đã cập nhật tình hình lực lượng hiện tại ở câu lạc bộ. Ông nói, Alisson chắc chắn không thể thi đấu trong những tuần tới. Đó là một cú sốc lớn đối với cậu ấy và chúng tôi. Cậu ấy đã làm rất tốt trong mùa giải này và cả trong nhiều năm trước nữa. Nhưng có điều tốt là Kê Lê -hờ cũng đã thể hiện rất tốt. Vì vậy, chúng tôi có một sự thay thế chất lượng. Nhưng tôi luôn muốn tất cả các cầu thủ của mình sẵn sàng. Ông nói thêm. Chúng tôi có khá nhiều vấn đề với các cầu thủ trở về từ đội tuyển quốc gia và chúng tôi chỉ có thể đánh giá điều đó trong ngày hôm nay. Tất cả các cầu thủ đều tham gia buổi tập với toàn đội. Chúng ta hãy cùng chờ xem sau buổi tập này mọi người như thế nào. Macca bỏ lỡ một trận đấu cho Argentina nhưng đã ra sân ở trận đấu thứ hai. Costa Simicat cũng vậy, cậu ấy bỏ lỡ trận đầu tiên gặp anh. Wataru Endo cũng bị ốm nữa. Chúng tôi vẫn có một vài vấn đề. Hãy xem các cầu thủ họ thế nào sau ngày hôm nay. Slot cũng thừa nhận rằng câu lạc bộ đang tìm hiểu nguyên nhân tại sao Alisson bị chấn thương cơ như vậy bởi dường như chấn thương đó không quá phổ biến. Điều đó đã khiến Alison mất quá nhiều thời gian trên băng ghế dự bị. Ông nói, đó là một vấn đề hiếm gặp đối với các thủ môn, nhưng đối với tôi nó là quen thuộc, bởi vì thủ môn của tôi ở Feyenoord cũng gặp vấn đề tương tự như Alison. Chúng tôi đang xem xét những gì có thể là lý do. Nhận được câu hỏi rằng liệu Chelsea có phải thách thức lớn nhất mà Liverpool phải đối đầu từ lúc mùa giải khởi tranh cho đến giờ hay không, Slot nói, nếu bạn nhìn vào bảng xếp hạng, thì đúng vậy. Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi nghĩ Manchester United là một đội bóng rất mạnh, có rất nhiều cầu thủ giỏi. Một câu lạc bộ hàng đầu ở Anh, và họ đã chi rất nhiều tiền để giúp mình trở nên mạnh hơn. Chelsea cũng vậy, và họ đang thi đấu rất tốt. Nhưng không phải lúc nào bạn cũng chỉ nhìn vào bảng xếp hạng. Nó còn phụ thuộc vào phong độ thi đấu và cách chơi của họ nữa. Chúng tôi cũng rất chật vật trước Wolves, một đội đứng cuối bảng. Nhưng tất nhiên, đây sẽ là một thử thách lớn. Khi được hỏi về tương lai của Salah, Van Dijk và Arnold trong cuộc họp báo trước trận đấu với Chelsea, Slot thừa nhận rằng ông không có tin tức gì mới vào giai đoạn này. Ông nói, những gì đang xảy ra là họ đã về với câu lạc bộ. Chen đã ghi bàn từ một cú đá pha tuyệt vời. Sẽ luôn có những câu hỏi nói về các cầu thủ của chúng tôi. Đó là một điều tốt bởi vì nó cho thấy họ đang làm rất tốt và được quan tâm. Nếu họ chơi không tốt thì chưa chắc tôi nhận được những câu hỏi dành cho họ điều tốt là mọi người đều muốn gia hạn hợp đồng bởi vì điều đó cho tôi thấy rằng họ đang làm tốt nhưng tôi không thể nói thêm với bạn bất cứ điều gì về điều đó ông nói thêm về màn trình diễn của chen mùa này cậu ấy đã chơi rất tốt cho đến nay cậu ấy vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong cách chúng tôi tấn công bên cạnh đó tôi cũng thích cái cách mà cậu ấy phòng ngự tôi nghĩ đó là khía cạnh mà cậu ấy đã cải thiện nhưng cũng như những người khác cậu ấy vẫn còn nhiều thứ có thể tiến bộ hơn nữa không chỉ ở đây mà trên đội tuyển quốc gia, cậu ấy cũng chơi rất tốt. Nếu tôi không nhầm, thì trong 4 trận với đội tuyển Anh thì cậu ấy được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất trận trong 3 trận. Không tệ chứ nhỉ? Vậy nên, hãy cùng hy vọng cậu ấy cũng sẽ được trao danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận khi đá cho chúng tôi, mặc dù tôi nghĩ Konate đang rất khát khao cái danh hiệu đó. Chúng ta sẽ phải đối mặt với lịch thi đấu rất khốc liệt. Tại Premier League, Liverpool sẽ liên tục chạm trán những đối thủ trong top đầu ở 10 trận kế tiếp. Sau Chelsea, thầy trò Arne Slot lần lượt gặp Arsenal, Brighton và Aston Villa, Southampton, Man City, Newcastle, Everton và Tottenham. Lịch thi đấu của chúng ta ở Champions League cũng căng thẳng không kém. Khi lần lượt là Leipzig, Bayer Leverkusen, Real Madrid, Girona trong phần còn lại của năm 2024. Không ít cổ động viên Liverpool cảm thấy lo lắng cho hành trình phía trước, bởi chiều sâu đội hình trong tay huấn luyện viên Arne Slot còn khá hạn chế khoảng cách giữa những nhân tố đá chính và dự bị chênh lệch không nhỏ. Trong bối cảnh đối mặt lịch thi đấu căng thẳng thời gian tới, rất khó để tránh khỏi việc Liverpool rơi vào tình trạng thiệt quân với chấn thương của các trụ cột. Khi ấy, chưa rõ chiến lược gia người Hà Lan có thể xoay sở thế nào để tránh cho đội nhà đi trạch hướng. Nhưng trước mắt, chúng ta hãy cùng đồng hành và cổ vũ cho Liverpool vào chủ nhật này nhé. Mình xin dự đoán tỷ số của trận đấu là 2-1 với chiến thắng dành cho Liverpool. Còn anh em, anh em nghĩ sao về trận đấu này? Hãy cùng đưa ra ý kiến của mình dưới phần bình luận và dự đoán tỷ số trận đấu nhé. Mình xin cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Anh em đừng quên để lại một like, share và hãy ấn đăng ký kênh để mình có thể gửi đến cho anh em những thông tin cập nhật mới nhất về đội bóng của chúng ta nhé. Anh em cũng đừng quên đưa ra ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.